Chào tất cả anh em trở lại với kênh Trà Đá Studio. Thì hôm nay có một cái gói hàng đặc biệt từ England trở về. Gói hàng này thì nó từ cái website bán khung ảnh và chữ ký nổi tiếng nhất thế giới. Đó là icon.com. Chuyên cung cấp các sản phẩm chữ ký của tất cả các ngôi sao hàng đầu thế giới hiện nay. Thì ở đây sơ sơ cho mọi người thấy cái đóng gói của nó này. Đóng gói của nó rất là đơn giản thôi. Thì thường là những cái khung này thì mình phải dùng những cái pallet thì nó mới chắc chắn, nhưng mà họ gửi về thì chỉ có một bìa cắt tông và có nhét xốp và một số cái chống sốc như thế này thôi, nó không có gì đặc biệt. Và họ nhét giấy này đó, hai bên nó có những cái chống sốc. Mình bỏ đây, mình mới kéo cái này ra, hay là mình chúc xuống luôn nhỉ? Chúc xuống luôn đi. Đây. Đây, hầu như là một người cũng có thể mở ra nha anh em. Đó, và mình sẽ xoay lại cái khung này. Đấy. Đây, mình để lại cho nó đúng chiều. Đây là một cái dạng đóng gói ở bên Anh Quốc các bạn. Nó gọi là Flexi Hack gì đó. Đó, Eco Packaging có nghĩa là có thể tái sử dụng nè. Cái size đóng gói của nó là XL. Thì nó bao gồm một cái lớp giống như là tổ ong như thế này. Bắt đầu mình mới mở ra, có thể là thấy là khá là dễ dàng và tiện dụng nha. Rồi, ok. Đây, bắt đầu tới cái lớp khung. Lớp khung thì họ lồng như thế này. Wow. Đây là một cái người bạn mà họ nhờ mình đặt từ England về, khung của Luka Modric. Cái khung này á thì được sản xuất bởi UEFA nha các bạn, và đơn vị phân phối của nó là icons.com. Đấy. Thì ở đây nó có cái dòng chữ nè, được ký cá nhân bởi Luka Modric. Ở đây là logo Champions League này, không phải là cái nhãn hàng nào cũng được để cái logo này đâu nha. Nó phải là có bản quyền và nó có quyền hành đàng hoàng, mới có bảo có những cái mà gọi là copyright đàng hoàng. Đây nè, đây là một cái áo. Thì mình quan sát sơ sơ á thì áo này là áo fan các bạn, áo fan, cái vân vải của nó là áo fan thôi. Đây là một cái bộ phông của nó này, Modric ha. Thì họ ký là ký ở dưới cái này, tại vì cái phông này ở màu đen, nhưng mà ký lên cái chữ này thì nó hơi khó nhìn, hoặc là phải dùng chữ bạc. Thế đây họ chọn giải pháp là ký ở dưới cái số ở đây. Đây, đây là nó có một cái gọi là một cái certify, nghĩa là một cái tem chứng nhận của thằng Icon. Đó. Cái khung này thì người ta gọi là cái khung hero, người anh hùng ấy. Nó bao gồm là một cái viền ở đây bằng nhôm, mình thấy là nhôm đặc nguyên khối nha. Ở đây là một cái lớp kim loại gì đó ha, rất là bóng bẩy và nó nhỏ hơn. Ở dưới khung nè, khung thì nó sẽ có một cái lớp format, rồi sau đó là một cái viền chỉ bạc, nó 3D nó lõm vào, rồi sau đó là nó có một cái viền vát xéo xuống, nó cũng có một cái viền chỉ bạc nha. Đó. Thì cái viền chỉ bạc này nó làm nổi bật lên cái khung ảnh nè, đó, nó lõm vào các bạn, chứ nó không phải là nó phẳng hoàn toàn đâu. Đây bốn cái chỗ này nó đều lõm vô và nó rất đẹp. Cái chữ dưới đây nè là được sản xuất dưới cái quyền phát hành của Icon Shop. Đó. Rồi cái chữ UEFA Champions League là tất cả những này được bảo hộ bản quyền một cách rất là cẩn thận nha. Họ ghi rõ ràng ở đây và cái chữ này rất là nét. Tất cả những logo nó được ở trong những khung lõm vào trong, rất đẹp. Đó. Thì mình có thể mình xoay lại phía sau cho anh em xem cái phía sau. Phía sau á thì mình thấy là họ có đóng, sau khi mà họ lồng xong á, lồng hết này, cái này nó hơi xốp xốp nè, đây là một miếng gỗ ván ép thôi, và ở đây họ có phủ một cái đường băng keo toàn bộ cái này để mà chống mối mọt hay là cái những cái gì đó. Và bốn cái góc này nè, họ có gia cố bốn miếng tam giác để mà trợ lực cho bốn cái khung này khi mà di chuyển nó không có bị méo mó hay là sọc sạch gì hết.
À, ok, đó là sơ qua cái khung unbox, cái khung Moric. Cái khung này á thì nhiều bạn sẽ thắc mắc cái chi phí, thì cái khung này đang bán trên cái trang akon.com á là 649 bảng, thì các bạn nhân với tỷ giá là khoảng 33 ngàn một bảng á, thì nó sẽ tầm khoảng khoảng ba mươi mấy triệu kể cả cái tiền ship về đây nữa. Gọi ship ở đây nó hơi nặng tại vì cái khung này có khoảng trên 10 kg rồi. Đó, thì ok, sơ bộ khung Modric. Khung Modric đấy là một cái món đồ rất là ý nghĩa trong cái năm nay, vì á năm nay là năm cuối cùng Modric sẽ đá cho Real, và Modric tuyên bố là sau năm nay sẽ giải nghệ. Đó, thì đây là sự nghiệp thi đấu câu lạc bộ quốc tế của Modric chấm dứt tại đây và chấm dứt tại cái áo này, là một cái kỷ niệm rất là ý nghĩa đối với một cái huyền thoại người Croatia.